U là trời, cô em ô đẹp với skill quá tuyệt vời của mình. Mỹ Nhân Long Tộc đã được cho ra mắt ở trong cái tựa game Mobile Legends của chúng ta vào lúc 3 giờ chiều nay rồi anh em ơi. Chúng ta sẽ cùng xem quá hiệu đến từ chiều 1, nội tại và chiều cuối nhá. Chiều 1 bắn ra hạc, anh em có thể nhìn thấy đúng không ạ? Bắn ra một con hạc hiệu ứng quá đẹp. Đó, rất rõ hình hạc luôn. Nội tại nảy qua nảy lại, có âm thanh nhạc. Đó, và skill 2 của Odin, cái làm toàn phòng vẫn là hai xoáy nước để mà bay đến chói chân các thành viên bên phía của team bạn mà thôi. Chiêu cuối của Odin. Một cái mặt trời và những cái làn sóng nước. Anh em hãy nghe lại hiệu ứng đến từ chiêu cuối nhá. Phê, vào game test thôi. Ayo, what's up? Xin chào anh em đã quay trở lại với Thế giới Mobile Legends ở channel của Tôm. Và lúc 3 giờ chiều ngày hôm nay, Mỹ Nhân Long Tộc Odin đã được cho ra mắt. Lưu ý rằng đây là skin được tạo ra đến từ cuộc thi của cộng đồng, cho nên cái skin này nó có một cái tag riêng là Creator hay là Create. Nhưng quan trọng nhất ở đây là cái skill này nó quá là đẹp luôn anh em ạ. Ở đường giữa một tình huống gọi là Mỡ biết có Kufra đang gầu ở trong bụi, Mỡ sẽ chắc được về của đó là Xavier. Và đã có được cái level 2 chói chân anh ta và mang về mạng đầu tiên đến từ vị trí của Top Mỡ ở trong cái trang phục có thể nói là đẹp nhất nạch của cái cô nàng Odin này anh em ạ. Satay bro satay. Ui, Mỡ dạo này Mỡ thích những cái biểu tượng cảm xúc kiểu satay bro satay như thế này cực kỳ luôn. Hiệu ứng nghe cực kỳ là đã mắt. Ê, nhưng mà khoan, chúng ta sẽ cùng bàn về một chút về mức giá để mà anh em có thể sở hữu được cái trang phục này nhá. Thì cái trang phục này của cô nàng Odin có được cho mình một cái mức giá có thể nói là quá hời. Một cái mức giá mà khẳng định với anh em rằng là không thể nào mà chê được. Giá của trang phục này ở thời điểm hiện tại nó đang được giảm giá đến 50% anh em ạ. Và mức chi phí anh em có được đến từ cái trang phục này nó chỉ rơi vào vỏn vẹn hình như là khoảng 300 kim cương, tương ứng với đâu đấy nó rơi vào khoảng 100.000 Việt Nam đồng là anh em đã có được cái skin đẹp đến nhức nách này rồi. Odin ở trong cái trang phục này, cô ta có được cho mình một cái mái tóc màu trắng, có cho mình một cái hoạt cảnh nó giống như là cái hoạt cảnh của skin thủy tinh linh đến từ Nana, skin collector anh em ạ. Tức là cái trang phục này Mỡ khẳng định với anh em là nó phải đẹp ngang collector, quá đẹp, skill đẹp nhức nách luôn anh em ạ. Thật sự vẫn không biết phải nói gì đến từ cái trang phục này nữa. Một mái tóc màu trắng, một cái trang phục với tông màu chủ đạo ở đây là màu hơi xanh đen đấy, với cả một cái mái tóc màu trắng. Bộ skin của Odin ở trong cái trang phục này cũng đã được thay đổi có thể nói là gần như hoàn toàn. Chiêu 1 là phóng ra hình một con hạc, chiêu thứ 2 là hai lốc xoáy nước trói vào kẻ địch, và chiêu cuối lát nữa sẽ sử dụng cho mình đó là cái chiêu cuối của cái vị tướng Odin này cho anh em xem. Chiêu cuối thì Odin sẽ triệu hồi ra những cái làn sóng nước xoay xung quanh với hiệu ứng có thể nói là cực kỳ mãn nhãn. Đây, dùng chiêu cuối luôn cho anh em xem nhá. Một tình huống dùng chiêu cuối đến từ vị trí của Odin, kết liễu đi được Genevieve và cho anh ta không hất tung được Mỡ, Mỡ có được cái double kill. Và đó là một tình huống bảo kê quá tuyệt vời đến từ vị trí của Kufra, và tiện đường công tác lấy đi được luôn cho mình đó là cái con rùa trong cái trận đấu này và mang về một cái giai đoạn đầu game có thể nói là quá là kinh khủng đến từ cái cô em Odin này luôn. Như anh em có thể nhìn thấy, vâng, satay bro satay. Và ở trong cái trang phục này thì Mỡ cũng đã chia sẻ với anh em rồi, tuần đầu ra mắt thì cái trang phục này nó có một cái mức giá có thể nói là cực kỳ hời, 450 kim cương. Anh em nào mà muốn sở hữu được cái trang phục này thì hoàn toàn có thể mua trong shop với giá khoảng độ tầm 100-150 nghìn.
để mà có thể có được. Không, thật ra chính xác cái mức giá của nó sẽ rơi vào khoảng 150.000 đến 180.000 Việt Nam đồng để mà sở được cái skin mỹ nhân long tộc này đến từ kém ổ đền anh em ạ. Vâng, với trang phục với một cái tag name có thể nói là cực kỳ là riêng và độc quyền đến từ cái vị tướng pháp sư Odin. Đây cũng là cái skin có cái tag name create đầu tiên, bởi vì cái skin này là đến từ cộng đồng mà anh em. Ok, rồi thì quay trở lại với diễn biến ở trong trận đấu này thì chúng ta sẽ cùng chấm điểm những cái mức giá và ngoại hình cũng như là hiệu ứng đến từ cái Odin này đi. Đầu tiên là về dáng hoạt cảnh ở phòng chờ, 10 trên 10, khẳng định với anh em luôn. Với một cái skin mang tính chất là create và với mức giá ở giai đoạn đầu mới mua là tặng 450 kim cương được giảm giá rồi ý, thì cái skill này nó được chấm 10 trên 10 hoàn cảnh phòng chờ. Mức giá thì làm sao anh em? 10 trên 10 luôn. Và tiếp đến chúng ta có ngoại hình ở trong game. Ngoại hình trong game với cái mái tóc màu trắng và cái trang phục cực kỳ nổi bật ở trong cái bản đồ đảo linh thiêng, 10 trên 10. Hiệu ứng kỹ năng đến từ em Odin này, 10 trên 10. Và nói thật với anh em là nếu anh em nào mà hỏi là skin này liệu có nên mua, anh em cực kỳ đáng mua. Bởi vì thang điểm chấm của mỡ đến từ cái em Odin này, từ ngoại hình này, ở hoàn cảnh phòng chờ này, ngoại hình in game này, rồi thì hiệu ứng skill di chuyển và mức giá, tất cả 4 thang điểm này đều là 10 trên 10 hết anh em ạ. Vâng, và một tình huống mỡ đảo lên đường trên, Kiedewier hất tung được mỡ, nhưng mỡ đang cầu chiều. Dù sao từ Kiedewier không lướt được qua tường, cô ta bị chặn đầu đến từ vị trí của Kufra. Và Kufra kết liễu đi được Odin, mang về mạ gục thứ 9 của team mỡ ở trong trận đấu này. Đấy, em Odin này thì nói thật với anh em là không còn điểm gì để chê rồi. Và bộ kỹ năng của cái cô em Odin ở thời điểm hiện tại, anh em hoàn toàn cũng có thể chơi được tốt ở cái mức rank huyền thoại cũng như là những cái mức rank gọi là thần thoại tầm trung. Rank cao thì về cơ bản Odin vẫn có thể chơi được, nhưng anh em cần phải nấp nhiều một chút xíu anh em ạ. Rồi, một tình huống team mỡ ăn đi được cho mình đâu, đó là cái con rùa này. Và ở đây là bật chiêu quên đến từ vị trí của Tom mỡ, kết liễu đi được đó là Alot, kèm theo đó là Xavier. Phía bên này thì Kufra hạ gục đi được đó là Genevieve, và mỡ có được cho mình cái cây đi ấy 4-0 nào ở thời điểm hiện tại. Kim đồng hồ mới chỉ điểm sàn gọi là phút thứ 5 mà thôi anh em ạ. Cái em Odin này là một trong những cái vị tướng pháp sư mà cá nhân mỡ cho rằng khả năng sức đam của em ý đang là khá ổn. Cách combo của Odin thì cũng đơn giản thôi, anh em có hai kiểu combo nhá. Combo thứ nhất là combo anh em chói kẻ địch bằng cái skill 2, sau đó dùng chiêu 1 và sau đó chúng ta dùng ulti, combo sẽ là 2-1-3. Nhưng mà Odin còn một cái cách combo khác, đó chính là anh em dùng skill 2 và dùng skill 1 ra đất ở một phạm vi hư không để kích trước nội tại. Sau đó anh em chỉ cần bật chiêu cuối và giữ kẻ địch ở trong tầm di chuyển đến tới cái chiêu cuối thôi. Như vậy là đã đủ rồi. Cho anh ta có một tình huống muốn đạp mỡ về, anh ta đạp ở mỡ ở cái góc không đẹp cho lắm. Và anh ta đang dồn ra thừa Claude động lực công phá, và các thành viên bên phía của team bạn lao vào, nhưng mỡ chỉ chờ có là như vậy. Một tình huống rụng kèo, kết liệu đi được trâu. Claude rất may mắn, anh ta còn một cái tình huống đặt bóng ở phía đằng xa nên anh ta đào thoát được những team bạn đang tan nát với việc trâu và Xavier đã phải lấy bản điểm số. Tuy nhiên team bạn cũng đã có được một cái động thái phản kháng khi mà họ cũng quay ngược trở lại hồi mã thương để kết liệu đi được Saber và bên hai thành viên bên phía của team mỡ cũng đã phải bay màu mất rồi. Trận đấu này mỡ chưa phải lên bản điểm số một lần nào cả, và mỡ vẫn đang áp dụng cái lối chơi đó chính là liên tục núp lùm và đánh gọi là rất khéo để mà giữ mạng. Đường trên của Genevieve đi đầy trụ, mới biết Genevieve có lẽ là sẽ không về ở trong cái lượt này đâu, bởi vì cô ta đang muốn có được mạng hạ gục đến từ vị trí của Saber. Cho nên là mỡ sẽ di chuyển lên đường trên đứng ở trong bụi. Rồi Genevieve nhảy ra, nhảy lại trúng Saber luôn. Saber nó bị dồn đam, mỡ sẽ trói chân thành công vào vị trí của Genevieve và sau đó bật chiêu cuối lên. Hiệu ứng là quá tuyệt vời. Và với cái vũ khúc này, mỡ cũng đã mang về cái mạng thứ 6 dành cho Odin trong tay của Tô mỡ. Anh em lưu ý là cái em Odin này nhá, mặc dù là cái skin ở cái mức độ cộng đồng được tạo ra, nhưng Moontoon đã thiết kế cái skin này giống như là một cái skin collector vậy. Khi mà ở hoạt cảnh phòng chờ, cái skin này nó còn có cái hiệu ứng nhạc riêng anh em ạ. Nhạc nền riêng ở phòng chờ ấy. Cho nên có lẽ là Moontoon đã thực sự là quá cưng chiều chúng ta rồi. Đây là một món hời và đây là một cái skin bắt buộc phải có ở vị tướng pháp sư Odin. Mỡ khẳng định lại với anh em là như vậy luôn. Rất nhiều những cái mức thang điểm cao mà mỡ đã chấm và mỡ đã đánh giá dành cho cái cô em ở pháp sư này. Được giữa một tình huống giao tranh, cho anh ta vào ra đằng sau, đạp ngược trở về đó là cái vị tướng bên, nhưng mỡ có được chiêu cuối dồn ra từ kết liễu đi được đó là Trâu. Tuy nhiên Claude team bạn đang đánh rất hay, anh ta đang có được cho mình đó là cái danh hiệu không thể cản phá, và anh ta đang bắn các thành viên bên phía của team mỡ. Mỡ hết chiều sẽ đi vào bụi chờ chiêu hồi anh em ạ. Ở đây là có Alot, ở đây là có đó là cái vị từ Xavier, trói chân được thành công hai thành viên bên phía của team bạn và sau đó dồn sát thương kết liễu đi được đó là Xavier. Trong khi đó thì Alot anh ta đang múa, nhưng anh ta đang gặp một khắc tinh của mình, đó chính là Kufra.
Và vừa xong kèm theo đó là một tình huống bắn chiêu cuối đến từ vị trí của Layla. Và đó là mạng đến từ vị trí của Layla, đến từ cả team mỡ. Và mỡ ở thời điểm hiện tại đã có được bỏ túi đến 8 mạng hạ gục và chưa phải lên bảng điểm số bất kỳ một lần nào cả. Cái con Odin này nếu như mà anh em chơi theo cái kiểu gọi là cứ đứng ở trong bụi chờ skill hồi sau đó tung chiêu thì cá nhân mỡ cho rằng nó là một trong những cái vị tướng pháp sư có thể nói là chơi ổn ở thời điểm hiện tại. Ở đây là có Claude Saber ulti, là mỡ ulti luôn này, ulti luôn không nói nhiều, shut down đi được đó là Claude và mang về danh hiệu chiến công huyền thoại phút thứ 8 KDA 906 ở thời điểm hiện tại mất rồi. Và team bạn đang có được những cái tình huống mà họ đang bị hấp diêm ngay trong phần rừng của team mình, mất đi cho mình đó là Claude và kèm theo đó là Genevieve, thì team bạn vẫn đang rất nỗ lực trong cái việc thủ đường. Ở đây là có đó là Xavier và Alo thủ đường, mỡ nháy đèn bật biểu tượng đồ cảm xúc các thứ các kiểu, Châu ẩn thân ra muốn đạp đó là khu pha về và mỡ đang dồn sát thương. Châu mất đi gần 1/2 cây máu, có tình huống kéo về đến từ vị trí của khu pha. Ở khu pha anh ta dồn skill chưa hết rồi, nhưng team của mỡ vẫn đang đánh ở trong cái góc này. Saber combo, mỡ sẽ lao vào và đặt chiêu cuối ở đây, nảy đam đến từ vị trí của cái nội tại và double kill của tôm mỡ rồi. Mạng thứ 11 đến từ cái cô em Odette này. Genevieve buộc phải đu qua tường để mà đào thoát nếu như cô ta không muốn bị trói chân. Đến từ cái skill 2 lam toàn phong của cái em Odin này và sau đó lên bảng điểm số. Úi dồi ôi, trận đấu này một khi mà cái con Odin nó đã xanh thì Satai bro, Satai có thể nói là cực kỳ là xanh chín. Bị trói đến từ vị trí của Odin chắc chắn là như vậy rồi. Sát thương dồn vào Odin có lên bảng điểm số không ạ? Chưa biết nữa anh em ơi. Nhưng phía này thì Châu anh ta đang rất khó chạy, anh ta còn thấp máu nhưng anh ta đã lướt tạo ra bãi. Nhưng ôi, ui, cái kéo của con Alot nó kéo mỡ vào trong nhà chính của bên phía của team bạn luôn. Trước cái tình huống vừa xong mà kéo mỡ về mép tường, chắc mỡ còn sống rồi. Một tình huống dùng skill có thể nói là quá khó chịu để tự Alot. Game đấu này mỡ nghĩ là mỡ sẽ không được chơi và mỡ sẽ không được múa cờ, bởi vì team bạn có khá nhiều hiệu ứng khống chế. Nhưng đến thời điểm hiện tại thì mỡ đang trở nên cực kỳ xanh chín với KDA 11-18, xanh nhất bên phía của team mỡ ở trong cái trận đấu này. Đường dưới đợt lính nó đang đẩy lên hơi cao, cho nên là mỡ sẽ xuống đường dưới một chút xíu. Claude team bạn đang đánh khá hay. Trận đấu này team của mỡ đường xạ thủ thì Layla bị đè tụt lo luôn anh em ạ. Mỡ thì có được cho mình đó là một cái KDA là tương đối đẹp. Và với cái việc có được cái KDA đẹp như thế này thì cái khả năng dùng sát thương trong tay của tô mỡ đến từ cái con Odin này gần như là team bạn không chịu nổi. Châu, Châu anh ta lên cái khiên thần anh ta đạp mỡ. Nhưng mà vấn đề ở đây là là một cái khiên thần bây giờ nó đâu giải quyết được cái gì. Một cái khiên thần của Châu anh ta chỉ có thể né đi được chắc ở thời điểm hiện tại khoảng 50% cái sức mạnh của mỡ thôi. Và mỡ chỉ cần gọi là bật chiêu cuối lên là anh ta lên bảng điểm số. Team của mỡ trước đó đã ăn đi được cho mình đó là cái con Lord này. Và Lord đang lao vào nhà chính với các thành viên bên phía của team bạn. Team mỡ cũng lao vào theo, nhé đèn đến từ vị trí của Kufra và có chiêu đến từ Alot. Nhưng Alot ngay sau đó bị kết liễu bởi Saber. Saber bị hạ gục ngược lại. Xavier và Genevieve lên bảng điểm số và game đấu này kết thúc tại đây. Vâng, một trận đấu diễn biến cực kỳ nhanh chóng ở rank thần thoại và sức mạnh của em Odin đã được kiểm chứng. Nhưng ngoại hình của em ý quá là tuyệt vời. Nếu anh em thấy skin này của Odin đẹp và đáng mua, đừng quên để lại cho mỡ một like và ký kênh sau khi xem hết cái video clip này nhá. Peace.